Việt TV Australia xin trân trọng giới thiệu dịch vụ chứng hôn nhân đầu tiên của người Việt tại Úc từ năm 1984. Nếu quý vị có nhu cầu về chứng hôn nhân, xin liên lạc ông đoàn Việt Trung qua số 0400 466 848. Xin lưu ý, theo luật của Úc, nếu muốn ký hôn thú phải báo trước một tháng. Có một loại nước mắm thuần khiết, sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà thường hạn. ý nghĩa Hãy luôn nhắc ta nhớ về cổ. Nước mắm hoàng gia tinh hoa Đức Việt Nước mắm hoàng gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau bao gồm 250ml, 500ml và 750ml Tại Adelaide, nước mắm hoàng gia đang được phân phối tại Maxim Asian Food Wholesaler và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Tiên qua số 0412 398 166. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, dự âm về ngân sách liên bang 2024 2025 vẫn tiếp tục khi mà các cơ quan truyền thông bắt đầu đi vào chi tiết từng khoản chi tiêu một, bao gồm cả kế hoạch đầy tham vọng nhằm thay đổi cơ cấu lực lượng lao động tại Úc vào năm 2050 thông qua hàng loạt gói tài trợ cho giáo dục, cũng như sự gia tăng tài trợ cho quốc phòng và năng lượng tái tạo. Trong khi đó, một thống kê từ tổ chức bảo vệ môi trường cho thấy, người Úc đang bị tụt hậu về những hiểu biết trong việc phân biệt rác thải, khi luôn sử dụng nhầm thùng rác sinh hoạt tại mỗi gia đình. Và sau đây là phần tin chi tiết cho bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Việt TV. Đầu tiên là tin thêm về ngân sách. Kế hoạch đầy tham vọng nhằm thay đổi cơ cấu lực lượng lao động vào năm 2050. 80% lực lượng lao động của Úc sẽ có trình độ đại học vào năm 2050, theo mục tiêu đầy tham vọng được Đảng Lao động công bố trong ngân sách vào tuần trước, nhằm đáp ứng sự thiếu hụt của một nền kinh tế đang thay đổi. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã sử dụng ngân sách của mình để thông báo chính phủ sẽ chi 1.1 tỷ đô la trong 5 năm để thực hiện những thay đổi theo yêu cầu của hiệp định các trường đại học, như một phần của một loạt cải cách rộng hơn đối với hệ thống giáo dục đại học. Liên minh giáo dục đại học quốc gia cho biết Thông báo tài trợ là bước đầu tiên nhưng sẽ cần đầu tư nhiều hơn để chống lại lĩnh vực này đang gặp khủng hoảng. Để xác nhận rằng chính phủ đã đặt ra mục tiêu quốc gia về đạt được trình độ đại học, tiến sĩ Chalmers đã công bố cải cách tài trợ đầu tiên cần thiết để đạt được mục tiêu. Cụ thể là khoản đầu tư 350 triệu đô la cho các khóa học sẵn sàng cho trường đại học miễn phí. Tiến sĩ Chalmers nói rằng những khóa học này mang lại cho những người lẽ ra đã bỏ lỡ việc học một tấm bằng, một bước chân vào cửa khi đặt mục tiêu, Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare cho biết cần phải cải cách giáo dục đại học để cung cấp lực lượng lao động lớn, có tay nghề và năng suất mà nền kinh tế cần cho một tương lai được tạo ra ở Úc. Trong khi toàn bộ khu vực đại học sẽ chịu áp lực phải đạt được mục tiêu, các trường đại học cũng sẽ đối mặt với các quy định mới cứng rắn để cải thiện nguồn cung nhà ở cho sinh viên. Khi ngành này chịu áp lực phải thực hiện phần việc của mình nhằm hạn chế lượng di cư dòng ra nước ngoài bằng cách giảm lượng tuyển sinh từ 15% xuống còn khoảng 5%. Tiến sĩ Chalmers đã sử dụng bài phát biểu của mình để nói với các trường đại học rằng nếu họ muốn tiếp nhận nhiều sinh viên quốc tế hơn thì họ sẽ phải xây thêm nhà ở cho sinh viên. Tiến sĩ Chalmers cho biết, Bộ Giáo dục sẽ được cấp 2.1 tỷ đô la trong vòng 4 năm để xây dựng và thực hiện các quy định đồng thời phải cung cấp bất kỳ điều chỉnh bổ sung nào cho cả sinh viên trong nước và quốc tế. Cũng tin liên quan đến ngân sách, Úc đặt mục tiêu trở thành siêu cường năng lượng tái tạo. Tối thứ ba tuần trước, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã công bố ngân sách hàng năm, trong đó đặt mục tiêu trở thành siêu cường năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, nhiều dữ liệu cho thấy là nền kinh tế của Úc vẫn còn nhiều phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Bộ trưởng Jim Chalmers cho biết nước Úc đang trên đà đạt được thẳng dư hơn 9 tỷ đô la trong ngân sách, trong đó một phần nhiều giá than đá và quạng sắt gia tăng. Tuy vậy, ông Chalmers vẫn nhấn mạnh nước Úc không thể bỏ qua nhu cầu về năng lượng sạch. Theo ông, thì việc chuyển đổi năng lượng toàn cầu là cơ hội vàng về công ăn việc làm và sự thịnh vượng nói chung cho Úc Châu. Do đó, ngân sách sẽ đầu tư mạnh mẽ để thực hiện tham vọng để nước Úc trở thành siêu cường về năng lượng tái tạo. Trọng tâm của ngân sách là chương trình Future Made in Australia nhằm thúc đẩy năng lượng sạch trong nước và các ngành sản xuất tiên tiến. Theo đó, chính phủ sẽ đầu tư 15 tỷ đô la vào sản xuất pin mặt trời, nhiên liệu carbon thấp, giảm thuế cho các khoán sản quan trọng và các lĩnh vực ưu tiên khác. Được thiên nhiên ưu đãi, nước Úc có nhiều nắng và các bờ biển lộng gió cùng trữ lượng kim loại và khoáng sản quý hiếm dồi dào. Theo đó, tiềm năng trở thành siêu cường năng lượng tái tạo của nước Úc đã được nhắc đến trong nhiều năm. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách vẫn đang phải chật vật để đưa đất nước thoát khỏi sự phụ thuộc lâu dài vào quạng sắt, than đá và khí đốt, vốn là những mặt hàng xuất khẩu sinh lợi nhất của nước Úc. Theo báo cáo ngân sách, chỉ riêng quạng sắt đã chiếm 18% kim ngạch xuất khẩu của Úc trong năm ngoái. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Chalmers lạc quan về thẳng dư ngân sách liên tiếp lần đầu tiên trong gần 2 thập kỷ, thì dự kiến thâm hụt ngân sách của chính phủ trong năm sau sẽ là 19 tỷ đô la. Tuy nhiên, kế hoạch ngân sách cho rằng Lạm phát có thể quay trở lại phạm vi mục tiêu của chính phủ sớm hơn dự kiến vào cuối năm nay. Tiếp tục tin về ngân sách, chính phủ lao động đầu tư mạnh mẽ cho quốc phòng. Nâng cao năng lực quốc phòng đang là một công việc trọng tâm của chính phủ lao động và điều này được thể hiện rõ qua việc gia tăng mạnh mẽ các khoản chi cho quốc phòng. Trong kế hoạch ngân sách mà Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers công bố vào thứ ba tuần trước cho thấy trong một thập kỷ tới, tổng số tiền chi cho quốc phòng sẽ vào khoảng 764.6 tỷ đô la, trong đó riêng trong năm tài chính sắp tới, khoản ngân sách dành cho quốc phòng lên tới 55.7 tỷ, chiếm 2.02% tổng sản lượng nội địa GDP. Đến năm tài chính 2033, 2034, ngân sách dành cho quốc phòng có thể lên tới 100 tỷ đô la, chiếm khoảng 2.3% GDP của nước Úc. Nếu so với mức ngân sách 53 tỷ của hiện tại và gần 56 tỷ của năm tới, thì có thể thấy được chính phủ Albanese đã gia tăng đầu tư rất mạnh trong lĩnh vực quốc phòng. Đáng chú ý, trong năm tài chính 2024-2025, Úc Châu cũng đã chi 16.7 tỷ đô la để mua sắm trang thiết bị quốc phòng và thêm 17.2 tỷ đô la để duy trì những tài sản quốc phòng hiện có. Trong khi đó, nguồn ngân sách dành cho hải quân là 10.7 tỷ đô la, không quân là 9.5 tỷ đô la. Tổng cục tín hiệu Úc Châu, cơ quan thực hiện các hoạt động tình báo tín hiệu nước ngoài và an ninh mạng cũng được cấp 2.7 tỷ đô la và cơ quan thực hiện nhiệm vụ tình báo quốc phòng được ngân sách cấp là 1 tỷ đô la. Trong kế hoạch ngân sách cho năm tài chính sắp tới, chính quyền lao động cũng rất chú trọng việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của nước Úc. Trong đó gần 82 triệu được trì để xây dựng lực lượng lao động trong lĩnh vực này, hơn 166 triệu được trì để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và 28 triệu được cấp để gia tăng kết nối và thúc đẩy giao lưu thương mại với các đối tác AUKUS. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Mouse cho biết, chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese đã đưa ra mức cam kết lớn nhất dành cho quốc phòng trong một thập kỷ tới. Kế hoạch ngân sách thể hiện rõ chính quyền Úc coi an ninh quốc gia là vấn đề trọng tâm nhằm đảm bảo lực lượng quốc phòng phù hợp với mục đích và được trang bị phù hợp để đáp ứng với những thách thức hiện tại và tương lai. Tin đời sống xã hội những thay đổi từ ngày 1 tháng 7. Nhiều người Úc đang mong chờ đợt cắt giảm thuế giai đoạn 3 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Theo đó, những người có thu nhập 90.000 đô la sẽ được giảm thuế khoảng 1.929 đô la. Tuy nhiên, số tiền này sẽ không được thanh toán một lần giống như chương trình giảm thuế cho người có thu nhập thấp và trung bình trước đây, tức là giai đoạn 1 và 2 của kế hoạch giảm thuế. Ông Jonathan Buckmanman, giám đốc kinh tế cấp cao của công ty dịch vụ tài chính Baron Joy cho biết Đợt cắt giảm thuế giai đoạn 3 khác với những lần cắt giảm trước đó vì số tiền nhận được sẽ được chia làm nhiều lần. Chẳng hạn một người có thu nhập 60.000 đô la một năm sẽ nhận được thêm 23 đô la một tuần và một người có thu nhập 120.000 đô la sẽ nhận được thêm 52 đô la một tuần. Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 7, tất cả các hộ gia đình tại Úc đều được giảm 75 đô la tiền điện mỗi quý và việc giảm hạ này sẽ liên tục xảy ra cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025, theo số tiền 300 đô la tài trợ từ ngân sách. Tổng chi phí cho gói tài trợ này là 1.5 tỷ đô la. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ tiền thuê nhà cũng được tăng thêm 10% sau khi đã tăng 15% hồi năm ngoái. Quan trọng nhất là việc giảm hạ thuế quan đối với gần 500 mặt hàng tiêu dùng, bao gồm tủ lạnh và máy giặt từ ngày 1 tháng 7. Điều này sẽ giúp giảm chi phí nhập cảng các loại sản phẩm này và sẽ làm cho các mặt hàng này được bán với giá rẻ hơn. Tin đời sống xã hội, người Úc đang tụt lại phía sau về thói quen tái chế theo nghiên cứu mới của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Violia, thì New South Wales và Queensland là những nơi có thói quen tồi tệ nhất khi bỏ rác tái chế của họ vào nhầm thùng rác sinh hoạt. Trong số các loại rác tái chế thì cốc cà phê, thuốc lá điện tử và túi nhựa phân hủy sinh học là những vật dụng phổ biến nhất mà người Úc vứt nhầm thùng rác. Hơn 3 phần tư số người được khảo sát cho biết, họ biết cách vứt bỏ cốc cà phê có thể phân hủy, vếp hoặc thuốc lá đã hết. Điều đáng báo động là chỉ có 20% người thừa nhận biết nơi vứt xác thú cưng hoặc xác động vật đã chết và hầu hết chúng đều được vứt vào thùng xanh. Giám đốc điều hành Viola, tiến sĩ Richard Kirkman cho biết kết quả gây sốc nhất là cách chúng ta xử lý động vật chết, với 38% người dân bỏ chúng vào nhầm thùng rác và thậm chí hơn thế nữa khi có đến 42% không biết phải làm gì cả. Người úc hầu như luôn làm đúng khi nói đến việc xử lý đúng cách chai nước uống bằng nhựa ở mức 92%, xử lý giấy ở mức 87% và rác thải vườn là 82%. Ngoài ra, đại đa số cũng biết nơi để vứt bỏ quần áo cũ, các điểm bỏ rác đặc biệt hoặc thùng rác thông thường. Nhưng những rất nhiều tổ chức từ thiện báo cáo, việc phân biệt giữa những gì có thể bán lại và những gì đã hết tuổi thọ vẫn là vấn đề rắc rối. Khoảng 10.000 tấn quần áo không còn sử dụng được đang được các tổ chức từ thiện gửi đến bãi rác mỗi năm. Có một số kết quả đáng ngạc nhiên và đáng lo ngại về những đồ vật thông thường bị bỏ và nhầm thùng. Mối lo ngại lớn nhất đối với ngành công nghiệp xử lý chất thải là vếp và pin đã đi vào thùng rác và gây cháy xe đổ rác cũng như cơ sở xử lý rác thải. Một giải pháp được Viola đề xuất làm cho việc xử lý vết thuận tiện hơn, chẳng hạn như dịch vụ bên lề đường hoặc điểm giao hàng ở siêu thị. Gần 3 trong số 4 người ở các tiểu bang nghĩ rằng những cốc cà phê dùng một lần có thể được tái chế và hơn một nửa cho rằng dao kéo bằng tre gỗ và túi nhựa phân hủy sinh học có thể tái chế được. Tuy nhiên, cả ba nên cho vào thùng rác chung rồi mới đem đi chốt lấp. Cuối cùng là tin thể thao Úc đăng cai giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026. Liên đoàn bóng đá Úc châu FA đã tổ chức lễ kỷ niệm nhân dịp nước Úc được trao quyền đăng cai giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 do Liên đoàn bóng đá châu Á là AFC tổ chức. Các trận đấu của giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 gồm 12 đội sẽ diễn ra tại New South Wales, Queensland và Tây Úc là những nơi đã từng diễn ra các trận đấu của giải vô địch bóng đá nữ thế giới hồi năm 2023 được tổ chức tại Úc và New Zealand, bao gồm cả trận bán kết và trận chung kết tại sân vận động Accor ở Sydney. Lần gần đây nhất, nước Úc đã đăng cài tổ chức giải vô địch bóng đá nữ châu Á là vào năm 2006. Trong đó, đội tuyển nữ quốc gia Matildas lần đầu tiên là vào trận chung kết nhưng để thua Trung Quốc trên chấm phạt đền. Nước Úc đã vô địch giải đấu này lần đầu tiên vào năm 2010 và lọt vào vòng chung kết các năm 2014 và 2018 nhưng cả hai lần đều bị Nhật Bản đánh bại. Trong khi đó giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 được tổ chức tại Úc và New Zealand đã phá kỷ lục về số người tham dự giải đấu. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, ông Gianni Infantino đã mô tả đây là giải vô địch bóng đá nữ thế giới hay nhất từ trước đến nay. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của VietTV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.